Rồi, hello anh em ha. Thì hôm nay mình sẽ thử hai con này nha. Con này là con đét tông, có mã là 520, đọc cho gọn đi ha. Còn con này là con Magita DTX 700. Rồi, thì hiện tại hôm nay là mình sẽ bắn trên con ốc này. Con ốc này là tán 27 ha. Tán 27. Đây là. Đó, đây là tán 27 ha. Đó, rồi thì mình sẽ lấy con 700. 700 con này theo lực của Magita sản xuất công bố là 700 Newton. Con này là 520 Newton. 520 60 mấy, nhưng mà trên đây người ta ghi là 520. Mình tính là 520 ha. Thì con Magita bắn vô, con này bắn ra, thì bắn vô thì chắc em không có cái gì canh bao nhiêu thời gian, đợi một chút để bấm lấy cái điện thoại bấm giờ luôn ha, đồng hồ đếm giờ. Rồi đây này thì có cái bấm giờ ha. Rồi thì em sẽ để đây, đây cho anh em coi. Rồi giờ em qua đây em bắn ha. Em sẽ để cái này cho nó đứng, cho nó chặn lại, cho nó không có ngã cái điện thoại. Rồi bây giờ đây là con Magita 700 này, dung lượng được còn 4 cục. Dung lượng cục này pin 3A4A. Rồi để em thử luôn. Giờ con này em bắn vô ha. Hiện tại nếu đứng bên này thì nó hơi bị kẹt á. Đợi em chút để em sửa cho nó qua bên này. Em sửa cho nó qua bên này thì em đứng bên này cho nó gọn. Để vậy anh em vẫn thấy đúng không? Ok. Rồi ha. Em sẽ để xích cho hai tí cho anh em dễ giờ. Này, trên cái bàn này, trên cái bàn này thì em chỉ có khoảng trống vậy thôi. Rồi giờ em bắt đầu ha. Mình bắt đầu là bắt đầu từ bắn, lúc bắn vô luôn ha, lúc bắn vô luôn thì nó cho nó dễ. Đây đang lực mạnh nhất này ha, đây là lực mạnh nhất đó. Khoảng 2-3 giây, 3 giây 27%. Rồi giờ em lấy cái con 500 này em bắn ha. Thì cái này là hiện tại là chỉ bắn sơ thôi cho anh em coi thôi, chứ bắn như vậy là coi như là cảm giác là mình đang đi ép cái con đét tông này quá ha. Thì để cho anh em coi thử thôi. Ngày là 3 giây 27% nha. Rồi giờ tới đây, giờ là mở ra. Đó là cái này lực rồi bắn ra đó, bắn ra nó sẽ ngừng ha. Rồi giờ em thử. Bắn ra thì tầm khoảng 10 giây 12%. Đó, rồi. Thì bây giờ mình bắt đầu bắn ngược lại, con này bắn vô. Con này bắn vô thì thử cái con kia bắn khoảng bao lâu thì ra. Rồi nó vô một tí xíu vậy ha. Rồi, làm lại nè. Ba bốn giây 32% giây à, rồi
giờ bắt đầu lấy con 700 bắn thì mình sẽ biết biết khả năng lực của con đó như thế nào. Thì lực con này là 700 newton, 700 newton, con kia 520, bắn ra trong vòng khoảng 10 giây, 10 giây ha. Rồi giờ để em thử bắn lại. Để chế độ cho con này nó sẽ tự động nó rớt ha. Con này lẹ. Đúng lẹ. Con này tầm khoảng 5 giây. 5 giây. Tầm khoảng 5 giây là nó ra được. Thì hiện tại bây giờ á, lực em không có cái con nào lực nó ngang cỡ như vậy để em thử hết. Thì bây giờ em sẽ kiếm một cái con nào nó tương đương. Em nghĩ là cái con Milwaukee lực đó tương đương, nó không có đủ 800 giống như trong clip đâu ha. Thì bây giờ em ngừng cái video clip ở đây để em thử, em làm một cái video clip khác cũng test trên cái con đó luôn ha, trên cái con đét tông này. Nói chung thì cái con đét tông á, con này con Makita 700 bắn vô, con đét tông 520 vẫn bắn ra được bình thường ha. Rồi vậy anh em nha.